Xin chào bà con. Đây đang căn chỉnh cho em Eco Sport 215 Titanium. Đã lên màn hình DVD lắp 360 OBU Pro. Ta đang căn chỉnh cái bãi chùa. Cứ làm đi. Bùi làm bùi hạ kinh chưa? Có gì hỏi? Không biết hỏi luôn ngó luôn. Suốt ngày OBU rồi, ngày nào hai ba con chết mất. Eco Sport 215 đây hình OBU 360 Pro. Ngon anh ơi, còn một con Santa Fe nữa đang làm. Chiều lên một con X5 BMW. Giá rất là tốt anh ạ, mời anh qua cửa hàng nhá. Gọi số 2 số hotline em tag trên bài ấy. Anh gọi 2 số hotline tag trên bài có giá rất là tốt luôn. Em khuyến mại nhân dịp cơn bão đang đổ bộ vào miền Bắc thì khuyến mại luôn thể luôn, nên tiệm có bão. Làm trong ngày mưa bão. Cháy hàng rồi anh Bình ạ, nhà chẳng còn bộ nào nữa mà khách hỏi suốt. Ủa, MC em là đào tạo chuẩn mà chứ anh. Đào tạo từ trường Đại học Phát thanh Truyền hình thành phố Hà Nội mà. Khoa MC. Anh Bình cứ khen này sao bài nào em tác anh vào đấy. Anh Thi Tâm Trần ơi, sau ba củ chi sau 360 phát triển mạnh lên. Thích lắm. Làm nữa nó mới pro, 360 nữa cho hệ thống 365 mới pro. Autobot củ chi vô địch rồi. Hiện tại là Eco Sport, lát nữa em sẽ livestream con Santa Fe 26 17. Các cụ có thấy đấy, thích không ạ? Ấy rất nhiều hết, rất nhiều hot girl. Anh em nào thích xem gái xinh thì like với xe mạnh giúp em xuống tận nơi em quay. Rất nhiều chị thì xinh đẹp đến nấp ló sau mấy anh đẹp trai này. Đấy. Bác xe máy lai mạnh cho em số em quay tận nơi luôn. Anh Thi Tâm Trần hôm nào lấy hàng đi em hướng dẫn xong rồi làm một con xe nào đấy đi, xong rồi em hướng dẫn từ xa được. Tí lên nhìn nét cứng luôn. Em live stream bây giờ lúc về luôn. Không biết đủ tiền đủ tiền dùng 4G không? Kỹ thuật viên đang setup từng mắt cam một, căn chỉnh cho bạt đã dày sẵn. Đấy, từ đây ngồi trong cabin qua màn hình DVD của xe, qua mắt cam trước thấy rất là nhiều hot girl rồi. Cho các cụ thấy độ nét khủng khiếp của cam 360 như nào. Anh chỉnh vào xem. Các cụ like xe thả tim mạnh lên cho em sớm tận nơi em quay các em cho. Từng mức căn chỉnh là chi tiết những cái điểm
ở trên màn hình con vuông góc trên giữa màn hình ấy, được kỹ thuật viên di chuyển đến thật cái đến những cái điểm mà nó là chi tiết nhất, nhỏ nhất, chính xác nhất đấy, cụ thể đấy, đấy để đưa ra cái hình ảnh lúc xuất ra một cách đẹp đẹp nhất có thể. Nhìn hai tầng này ở ngoài chứ đúng không? Không, từ từ. Bạt lại bay. Các cụ thả tim nó mạnh lên cho em này, thì em lại có động lực em xuống em quay với em bằng kia. Các cụ nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy, đấy. Đấy, thấy chưa? Ngồi live stream khoảng một tiếng nữa các em sinh viên được nghỉ trưa thì đi ra thì nó ồ ạt luôn. Mình phải bỏ cả. Có phải là bấm cái gì mà bấm, đừng xéo vào đấy định đi qua vẫn chửi cho bây giờ chửi gì nhìn cười. Đây là Eco Sport 215 nhé, bản chấm 5 Eco Boost cho số 215 mặt TNU mặt cao nhất, có cân bằng điện tử. Ok đấy, cụ nhìn xem sau khi căn chỉnh xong thì tất cả các bước nhìn là như này, chưa thoát ra ngoài đi, bách ra nữa đi, bách nữa ra. Đây là camera bên phải nhá, đấy bạt bay rồi kìa, trời ạ. Camera bên trái này bạt bay tung phè như ui mất bạt rồi. Đấy, ok chờ tí em sẽ live stream tiếp. Thôi cam đây, cam bẩn thế nào còn thế nào bây giờ mà để dựng máy quay đi mà đi ấy bây giờ. Tạm dừng lại. Tạm dừng kiểu gì? Các cụ chờ em tí nhá, em lên live stream tiếp luôn. Rồi, tiếp theo là xin lỗi các cụ vừa rồi đi thu bạt và không có ai cả. Đây, đèn hình nó sẽ như này, các đường thẳng tưng luôn nhá, đẹp long lanh luôn. Chú đi từ từ này cho đấy, cảm nhận đánh lái đấy, quẩy lung tung luôn. Oh my god. Thì bạn ấy sẽ đi ra cái len đường nhá. Các cụ sẽ thấy nó khác như nào. Thẳng tưng là. Thấy các cụ nhìn thấy chưa? Đấy. Thật là kinh dị. Đấy. À, cho đây. Bé thôi, cả nhà bé thôi, bình luận nhé. Dậy gảy một cái lệnh tắt đi cho này. Về một cái lệnh xin nhan cho tắt đi này. Rồi, tắt đi. Rồi. Rồi. Lên đây. Đấy. Cụ nhìn chưa? Cái len đường thẳng tưng đi dịch vào trong một tẹo đây cho nó nhìn thấy cái len cho dễ. Đấy. Thẳng tưng nhá. Thẳng tưng luôn nhá. Đấy, cái vạch đường vạch vôi trắng. Dã man. Đây camera trước thì nét nhà đấy ạ. Nét thế nhỉ. Khủng khiếp không ạ? Cụ nhìn khủng khiếp không ạ? Một cụ chủ rất chịu chơi. Đến đặt tiền và đi chợ, đặt tiền đi ra ngoài và lắp cho anh những cái gì tốt nhất. Các cam phục vụ những thứ thứ nhất luôn. Lát nữa em sẽ live stream của Santa Fe nữa. Chiều nay sẽ live stream của con BMW X5. Đấy, cũng thấy các lề đường chưa? Tắt lê, cả lê thứ. Nhiều cũng đã thí nghiệm chùm bạt không che mắt cam mà đã lùi được chuồng cái xuất sắc. Thì đã sai số nó chỉ rơi khoảng 3-5 cm thôi. Yeah, thấy chưa? Thì nghĩ phải mua iPhone X cho nó chống rung quang học. Ok, đỗ được cột điện. Ok, đỗ được cột điện rồi. Đây, chú ý xe. Đấy, chú ý xe làm sao. Nhìn rồi.
Ok, tắp lề. Không bao giờ lo va quệt, không bao giờ lo va quệt luôn. Đấy ạ. Xuất sắc. Cam lùi này. Cam lùi đây nhá. Cảm biến, các cảm biến quanh xe giữ nguyên. Vẫn hiện icon xe theo mà nguyên đẹp luôn, long lanh luôn nhá. Đấy ạ. Đấy, đánh lái nhá. Đánh lái theo vô lăng. Rồi, ok, xuất sắc. Tuyệt vời ạ. Ok. Xin hẹn các cụ ở buổi chiều.